Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình hay góp claim 888.000 tóc cần lớp Inu các bạn. Đây là cũng là một cái trend của chó. Thì hiện tại dự án này nó có chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Các bạn mua với giá là 0.01 PB thì sẽ nhận được 88 triệu tóc cần lớp Inu nè. Mua tối đa là 10 PB các bạn. Thì chương trình hay góp này nó sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 6 các bạn. Và tôi cần lớp Inu này sẽ niêm yết trên sàn giao dịch BankK Swap vào ngày 15 tháng 6. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần copy cái phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Mở cái Telegram, mở cái chocolate ra các bạn chọn giao trình việt đáp nè. Các bạn dán vào các bạn. Rồi. Các bạn chọn gỡ. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn chọn mã BB Smart Chain nha các bạn. Thì những dáng thế này thì mang tính chất số đó. Mình khuyên các bạn claim free chơi thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim airdrop nè, bạn bấm kết nối nè. Rồi, các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.0005 BNB của khoảng 0.19 đô các bạn, rất là rẻ luôn các bạn. Bấm chấp thuận nè. Sau khi claim xong thì các bạn chờ một chút xíu nữa các bạn. Thì để kiếm thêm tốc cần thì các bạn bấm vào một referral nè. Rồi các bạn copy cái link ghép này của mình để chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Cái mã rep của mình là cái địa chỉ ví của mình đó. Rồi đây mình qua với chocolate đây. Lớp Inu. Đã về các bạn. Thì hiện tại dự án này nó tổng cung nó có 4 triệu nè. 4, 3, 6, 9, 12. Tổng cung nó rất là thấp các bạn. Thì hiện tại có 12.000 địa chỉ holder các bạn. 12.818 holder. Rất là cao cho dự án này các bạn. Thì các bạn việc copy cuốn sách cái phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở cái chocolate của mình nè, nhấp vào ba cho bên cùng nè. Các bạn dán vào các bạn. Thì các bạn mở ra nè. Rồi, các bạn sẽ nhận được 888.000 token lớp Inu nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.